Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay các bạn đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay Tiến rất là vui cùng ở đây thì chia sẻ các bạn một dòng sản phẩm mới được ra mắt lần đầu tiên. Ngày hôm nay thì mình bốc zin em lo Malata i6. Trong quá trình bốc zin ở đây thì có gì sơ sót mong anh chị mình bỏ qua nha. Đây, thì anh chị mình thấy được cái vỏ thùng của chưa? Có qua ly sách này. Rất là nhỏ gọn, dễ thương. Cái con lo này nó tiện trong quá trình anh chị em mình đi du lịch á, đi biển đồ này kia chơi rất là vui. Tại vì cái con lo mình nghe nói như vậy, ngày hôm nay mình sẽ bốc zin và cùng mở nhạc cùng cách lo cho anh chị mình cùng nghe luôn. Và đây thì anh chị mình cùng xem kích thước vỏ thùng của nó. Ở đây là kích thước vỏ thùng tổng của nó là 330, tính luôn chiều cao của vỏ thùng. Chiều sâu nó là 230, chiều rộng nó là 390. Đây là chiều rộng, chiều sâu nó 230 anh chị. Chiều cao nó dưới lên. Đây em sẽ bốc zin, sẽ mở cuối thùng cùng anh chị. Lo của chúng ta thì thứ nhất thì nó có cái phụ kiện là nó tặng cho anh chị là một cái jack 3.5 với lại một cái remote. Và bên cạnh đó thì nó tặng cho anh chị một micro nha, một micro rất là đẹp, rất là xinh xắn. Ở đây thì nó tặng thêm cái ông adapter sạc. Đây là sạc 12, sạc 15V nha anh chị, sạc 15V. Em sẽ khui con lo của chúng ta. Đấy. Rất là dễ thương nha anh chị, giống như cái Wally sách tay của chúng ta, tiện cho quá trình đi du lịch Malata. Đây là cái logo của em nha, Passion Cái Búp. Đây thì em xin phép bỏ cái phụ kiện nó vào trong thùng, chúng ta cùng chi tiết hơn về cái con lo Malata của chúng ta. Thì anh Sơn quay sát lại phía trước nữa. Ở đây thì có những cái chức năng cùng chia sẻ với anh chị này. Ở đây thì mình có là midphone, rồi có echo, có bass, có chép. Đây thì có cái nút, đây là cái nút mà midri ưu tiên mid, hay gọi là chế độ của MC hay là hội nghị. Đây là nút nguồn. Input ở đây là anh chị bấm chế độ á. Chuyển đó kết nối Bluetooth, rồi để nhớ đây mình chế độ đây. Gateway, đây là mình chơi game. Còn cái nút này thì em chưa hiểu cái nút này là cái gì. Để phần sau em chia sẻ cùng anh chị nha. Ở đây là review tua lại nè. Đây là nút tạm ngưng. Đây là net, là qua bài. Còn output, input ở đây là chế độ, ví dụ anh chị kết nối với lại TV hay là laptop. Đây là USB, đây thẻ nhớ. Thì chúng ta cùng nhau mở nguồn cái con lo bắt nhạc và chia sẻ cùng với anh chị. Cái đấy điện thoại đi, cái điện thoại không? Cái nó Bluetooth đi. Thay tôi nhờ lấy dùm cái điện thoại ở bên kia cặp trong cái cặp. Đây em mở nguồn rồi chị. Cái này nó rất là tiện nè, anh chị xách tay cũng được, mình mang qua ly cũng được. Cái dây này có thể là mình tùy theo, mình mở rộng, mình thâu lại ngắn hay dài tùy mình. Trong quý tập á tài á. Nếu anh chị mình xem chi tiết hơn thì mình cứ bấm vào kênh Passion Cái Búp. Ở trong đó thì bên em đăng rất là nhiều mẫu loa trong đó. Anh chị cứ xem tham khảo giúp em nha. Malata hình như là chung luôn, cái chung Malata là nó để là M cộng audio đó nha anh chị. Lo trong thùng chưa tắt. Đây em sẽ mở bài nhạc test lo cho anh chị mình cùng.
6 alo alo 1 2 alo 1 2 3 4 alo đây thì em mở chế độ là midpoint gì 50 âm gì alo 1 2 3 4 5 6 7 8 em test thử hát bài karaoke cho anh chị mình cùng nghe nha. Nhờ nhờ anh tài đẹp trai hát nha. Đây là ca sĩ chính của chúng ta. Nhờ anh Lâm Văn Tài test hát karaoke. Anh chị em nào có nhu cầu mua loa thì cứ liên hệ số điện thoại bên mình 0962809867 hoặc là 0915486462. Thì ở phía đường link ở bên dưới thì bên em có chi tiết rất là nhiều cái dòng sản phẩm bên dưới, thì anh chị cứ bấm vào mình tham khảo để mình xem qua những dòng loa bên em nha. Các bạn đang nghe nha. Ngồi kế bên luôn nha. Alo, 1, 2. Alo, chào các bạn. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sao. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ghen ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi, thì xin đừng tôn tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao hay mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc buồn phiền chuyện thế sự nơi chân ai.
đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sao. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ghen ghét hận thù, chẳng gian dối lộng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là các bụi, sẽ trở về các bụi, thì xin đừng tôn tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hồi ai có bao giờ không trở về các bụi đâu. Cuộc đời là bao hay mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếng buồn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc buồn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. Và xin tôi Lâm Văn Tài rất nhiều. Vâng, nãy giờ thì anh chị cũng đã nghe qua âm thanh của chiếc loa Malata I6. Rất là vui. Ngày hôm nay thì ca sĩ Lâm Văn Tài chúng ta cũng hát cùng với anh chị. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại giúp em 0915486462 hoặc là 0962809867. Và hiện tại cơ sở đang kinh doanh là địa chỉ là 448/29 đường Phan Huy Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh chị nào đang ở Sài Gòn thì cứ rất là vui khi đưa anh chị mình đến với cửa hàng bên em, để mình test qua những chiếc loa, lựa chọn cho những sản phẩm ưng ý nhất cùng với anh chị, cùng với gia đình, để mình đi chơi, đi du lịch rất là tiện lợi. Chẳng hạn như anh chị mình đi du lịch biển là 10 người, 20 người trong một nhóm nhỏ, mình mang theo cái loa như vậy rất là tiện. Nó vừa có wally, xách tay và vừa có dây đeo để cho anh chị mình đi du lịch, đi chơi rất là gọn. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vui lòng thì anh chị mình cứ đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo, và đăng ký kênh cũng như là ủng hộ tinh thần bên em. Rồi, bye bye, xin chào, thân ái chào anh chị.